tay mẹ, nắm tay mẹ xuống, nắm tay. Mommy. Mommy đâu? Ừ, sao? Ồ, cái đó là gì? Money hả? Money là tiền đó hả? Ê, không, 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 tiền là mình không có dục cái vậy nha con. Trời ơi, coi này kìa. Coi này kìa, này ghét vậy sợ không? Đi, đi, đi. Mommy. Mommy sao? Mommy hay là money? Nó nói money có nghĩa là tiền đó cô chú. Và nếu mà nó nói ma mì là cũng có nghĩa là tiền luôn đó cô chú. Là không có ma mì sao có tiền sai. Sao có tiền mua tả? Hả? Đây đây. Quá luôn nè, mặc cái quần quá luôn, quá màu sắc luôn. Bây giờ là mình đi công việc nha. Bây giờ mình đi rước ba nha. Xe mình đâu? Quẹo nhẹ lên xe mình nè con. This way. Đường này. Lên xe đi bưởi ơi. Bưởi, đi bưởi. Đi 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 đi. Hả? Cái gì ạ? Thôi đi, thôi đi, thôi 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 cái gì vậy? Trời ơi cái bù. Thôi giời, đi 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 đi. Đi lên xe mày chạy đi chơi. Lên xe, leo lên. Lên lên xe, lên ghế ngồi luôn. Đi. Rồi, bây giờ con mở cái hộp ra cho mẹ coi coi. Ồ ồ, mở cái hộp ra cho mẹ coi đi. Con mở hộp ra sao? Wow, good job, JD. Giỏi quá. What color is this? Orange. What color is this? What color is that? Màu đó màu gì? No. What color is this? Green. No. Yellow. Yellow. Đúng rồi. Green. Đọc 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 chuẩn lắm nghe chú. Đọc tiếng Anh rất là chuẩn. Green. Đó, thấy chưa? Đằng sau cái chữ green là có chữ N, là người ta phải đọc cái N nhẹ. Nên là trời ơi đọc là blue. Blue. Good job, chị đi. Màu màu gì nữa? Màu gì nữa? Bữa nay là khoái đọc màu. Yeah. No, that's silver. Oh no, no. No, this is gray. Gray. Gray, yeah, gray. Gray. Bây giờ học màu này màu xám, gray. Gray. Đúng rồi. Silver. Silver. Say it, say it, JD. Silver. Uh-oh. Uh-oh, say silver. Silver. Nói lại, nói lại. Silver. 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 Yep. Mà nói gì ta? Sparkle. 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 Đúng rồi, sparkle là cái màu màu giống như kim tuyến vậy đó. Con nói đi, sparkle. Sparkle. Còn màu này màu gì? Silver. Má ơi nhiều màu dữ vậy trời. Màu này màu gì trời? Màu này là màu gray. Gray. Rồi. Màu nhiều quá đi thôi á. Màu đó màu gì? Bì. No, what color? Yellow. Đúng rồi. Rồi, màu này màu gì? Pink. Pink, đúng rồi. Màu này màu gì? Red. Giỏi quá. Màu này màu gì? Màu này màu gì? Silver. Đúng rồi, giỏi quá. Yeah. Màu gì? White. White, đúng rồi, là màu trắng, đúng rồi. Trời ơi, coi con người ta đậu xe dữ không cô chú? Ồ, ồ, con người ta có toàn siêu xe không đó. Cô chú, cô chú. Cô chú coi. Màu đó màu gì? Black. Black, đúng rồi, black là màu cam. Ồ, ồ, cô chú có ai mà có siêu xe như nó không? Ừ. Rồi, giờ xếp xếp đi. Ai mà cuộc đời có xếp xếp? Gì? Chuyện gì? Xe bị gì rồi? Rồi giờ cất vô cô chú, xe này mình trưng bày ra xong cho khán giả coi đã. Giờ cất vô, màu đó màu gì? Màu gì nói? Yellow. Yellow, đúng rồi, màu gì? Gray. Gray, đúng rồi. Màu đó màu gì? Silver. Màu đó màu gì? White. White, đúng rồi, màu trắng. Rồi gì nữa? Black. Black, ừ đúng rồi, dưới đó màu black là màu đen, đúng rồi. Màu gì? Orange, màu cam, đúng rồi. Rồi, màu gì nữa?
Gray. Gray, trời ơi, thấy chưa cô chú, thấy giỏi chưa, giỏi chưa? Gray, thấy chưa? Màu gì? Màu gì? Yeah. Hả? Màu gì? Màu gì? Xạo xạo, không nhớ là bộ. Màu gì? Màu gì? Màu gì? Silver. Silver. Đúng rồi. Boom. Boom. Đề máy. Con nói con gái anh biết được chưa? Ba nó đi lúc nào cũng mua xe gì cho nó chơi coi được không? Xe mà bỏ vô hộp bác sĩ, ý là mai mốt là làm lớn lên làm bác sĩ là để mua siêu xe. Chơi chơi giữ chơi. Vúng vúng vúng. Màu đó màu gì? Màu đó màu gì? Ồ, hai chiếc có đụng nhau mới chịu. Wow. Bum 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 bum. Ouch. Ouch. À, bây giờ chay qua tới bên mẹ để sắp. Bây giờ chay thấy chay đó cô chú. Wow. Sắp. 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 Không biết nói gì. Orange. Nói vô. Giỏi quá. Đúng rồi. Này nói như xanh như sứa. Màu gì á? Wait. Đó, mình cảm thấy... Wait. Tại thấy con người ta nói không? Nó đánh đuổi. Trời ơi, trời ơi. Ừ. Nó quay một cái là tôi muốn bay luôn đó. Nó quay là tôi bay đó. Wait. Đó, ta phát âm sao chuẩn lắm luôn á. Màu gì á? Silver. Đúng rồi. Giỏi. Silver là màu bạc đó cô chú. Cô chú có thấy chay đang không? Màu gì? No, what color is that? Màu gì? Màu này màu gì? Sushi. No, gray. Gray. Đúng rồi. Có cái vàng siêu xe không mà ăn rồi cứ đem ra khoe miết luôn. Cứ thấy. Gray. No, this is not gray. Yeah, this is silver. Silver. Yeah. Có cái vàng siêu xe không mà lấy ra khoe hoài hả? Đếm gọi chú khoe xong đếm coi mấy chiếc để cho hù cô chú chơi coi cô chú thấy có chay bao nhiêu chiếc chơi. Ồ quá chay. Hù cô chú coi mình. Wow, màu đó màu gì? Màu gì á? Màu gì con? What? No, màu gì? Silver. Rồi. Oh god. Màu đó màu gì á? Màu này màu gì? Màu gì? Màu gì? Màu gì á? Quên ư quên màu đó lắm. Màu đó màu gì? Màu gì? Yellow. Rồi bây giờ con đếm coi bao nhiêu chiếc? Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, 7, 8, 9, 10. Rồi, chay có 10 chiếc xe hơi. Chay có 10 chiếc siêu xe. Yay! Rồi, đếm lại cho mẹ coi coi. 1, 2, 3, 10. Đây nè, đếm đàng hoàng, đếm đàng hoàng. Đây nè, đưa tay này mày chỉ cho đếm nè. Này, đưa tay đây. 1, 2. Gì? 1, 2. Bây giờ bỏ vô lại nè, bỏ vô lại nè, bỏ vô lại nè. Bỏ đi, 1, 2, đếm đi con. 3, 4, đếm đi con. 5, 6, đúng rồi. 7, đúng rồi. 8, tám
9. Ui dạ, không giỡn nghe, không giỡn kiểu đó nghe. Bỏ vô đàng hoàng, bỏ vô đàng hoàng. 10. Yeah. Vỗ tay. Chơi giỏi quá. Ồ quá. Ồ quá. Ngồi dậy, ngồi dậy, ngồi dậy, ngồi dậy, ngồi dậy, ngồi dậy. Ngồi dậy, ngồi dậy, ngồi dậy. Ngồi dậy cô chú thấy nè. Ê, tự nhiên sao nắm cái ông bừng mẹ khéo đi, vô duyên quá. Thế nha chày. Giờ nhảy đi. Quay đều, quay đều, quay đều. Mấy tính nghèo đơn sơ. Rồi quay đều đi, ra quay đều đi. Quay đều, quay đều, quay đều. Trời 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 trời. Rồi bỏ xuống rồi quay đều đi. Chơi xe tiếp. Rồi bây giờ mày nảy qua con nha. 1, 2, 3. Giờ con nảy qua mẹ đi. 1, 2, 3. Ôi, nảy sai rồi, sai hướng rồi. Đây này mẹ lại cho. 1, 2, 3. Hồi nãy mẹ 1, 2, 3. Xe này màu gì đây ta? Gray. Đúng rồi. 1, 2, 3. Xe đó màu gì? Màu gì? Màu này màu gì? Gray. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Chay đẩy xe đi là bậy không? 1, 2, 3. Màu này màu gì? Shopping. Màu gì? Shopping. Cái gì màu gì? Màu gì màu shopping? Màu shopping. Rồi. 1, 2, 3. Đúng rồi. Lấy tiếp đi, lấy tiếp đi. Màu ra màu, màu gì? 1, 3. Màu này màu gì? Yellow. Yellow, màu vàng, đúng rồi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Giỏi quá. Rồi, con đưa thằng chiếc nữa đi. Có chiếc xe này không mà nó chơi hết hết tập này nữa cô chú này. Màu đó màu gì? Màu này màu gì? White. White là màu trắng, đúng rồi. Chịu từ từ từ. 1, 2, 3 đi chứ đừng đếm quanh chu chi. Màu này màu gì? Silver. Đúng rồi. 1, 2, 3. Trời, đừng đứng đừng đứng, nó đẩy hai tay hai cái luôn nha. Có lắm á, ai với nó có lắm á. 1, 2, tôi biết đâu mà. Rồi sắp vô. À, được như đây rồi cô chú ơi, được 6 chiếc rồi. Màu đó màu gì á? Black. Đúng rồi, màu đen, đúng rồi. 1, 2, trời nằm luôn, nằm luôn. Black. Ui trời, giỏi quá. Màu này màu gì? Black. Black, màu đen. Black. Con nói đi màu đen. Con nói đi màu đen. Màu này màu gì? Orange, màu cam. Cam. Cam, đúng rồi. 1, 2, 3. Màu này màu gì? Shopping. Silver, đúng rồi, con nói màu màu bạc. Màu đúng rồi. 1, 2, 3. Đúng rồi, màu này màu gì? Chay, con nói đi chay, con nói màu xám. Đây nè, con nói màu xám. Đếm coi mấy chiếc cho mẹ coi coi. 1, 2. Gì vậy? Gì vậy? Cái gì vậy? Xào? Xào dừa dừa hả? Chay đi, giờ ba thổ bong bóng cho con nha. Chay đi, you wanna see some bubbles? Can you sit down baby? Can you sit down? Bubbles. Bong bóng, con nói đi bong bóng. Bubbles, more bubbles.
Con nói bong bóng. Wow. Nàng công chúa bong bong không còn yêu mưa nữa. Rồi quên này. Wow, đẹp quá. More bubbles. Ready? You gotta count to three for more. Three. Hi. Count to three. One, two, three. Tự động té. Ready? Wow, that was a lot, huh? Đã không? Đã không? Vui không? Okay, count to three, but in Vietnamese. No, in Vietnamese. Two. No. Three. Một, hai. Ba. Thôi, cứ đứng điếm mà đứng ta bẹt hát này vậy. Bây giờ ngồi thì mày ngồi nhẹ xuống. Một ống quần, cả ống cao, ống thấp để ngồi đợi bong bóng xuống. Trời ơi, coi được không? Rồi. Cái gì đó à, bông hoa cứ lặng lẽ rơi, đôi ta cứ lặng lẽ xa, xa nhau không phải không hợp nhau. ngồi trời ơi, cô giày dép kìa, cái đóng giày dép kìa, biết ai làm không cô chú? Cái đóng giày dép đó là con Trang làm đó. Oh, wow, sắp lại cho đã đời rồi, sao nó lùa ra, nó tự động nó lùa ra. Ồ, ba ráng thổi bong bóng, ba ráng thổi bong bóng. Ừ, dây chay đó. Wow. Wow. Yeah. Good job, JD. Good job, Dwayne. No. She's good and pop at it. Oh, wow, JD, the big one, the big one, yay! Cái quần ống thấp ống cao, cái quần nó ít, nó dài lắm. Wow. Wow, cô bé đang lạc vào giữa khu rừng bông bông. Boom! Bên kia cái kia nữa, cái kia nữa, cái kia nữa. Boom! Ngồi cứ ngồi coi nó chơi vậy mà thấy mình nhớ lại tuổi thơ của mình hả mọi người hả? Có ai đang coi chơi vậy mà ngồi lại nhớ tuổi thơ ngày xưa của mình không ta? Okay, all done. All done. Yay for bubble. Rồi, chơi bubble như đó đủ rồi. High five, say thank you daddy. Con nói cảm ơn ba đi. Con nói thank you. Ew. What? Look inside there. What's inside? There's nothing inside. Look inside. I don't see anything. Look inside. Mô Phật cho mẹ coi coi. Lại mô Phật coi. Mô Phật coi. Like when I hit you. Mô Phật. Đó, cô chú thấy nó mô Phật chưa? Mô Phật. Nói đi, nói lại coi. Mô Phật. Mô Phật sao? Nam mô gì Phật đây con? Con nam mô gì Phật đây con? Nam mô A Di Đà Phật. Kêu mô Phật, nó mô Phật đúng một lần hả? Trời, mà còn nói chỉ mô Phật nữa chứ. Nam mô A Di Đà Phật. Con nói đi chơi, con nói Nam mô A Di Đà Phật. Nói đi con, nói Nam mô A Di Đà Phật. Con nói đi, Nam mô A Di Đà Phật. Rồi rồi, con nói chuyện điện thoại đi chơi. Alo đi con, alo đi con. Hello, hello, hello. Where's Lucky? You miss Lucky? Bà xì hả? You miss Lucky? Mà con alo con gọi Lucky về đi con. Lucky. Kiếm Lucky. I'm gonna text Sue to see if Lucky's been over there. Lucky. Lucky đâu? Alo kiếm Lucky đi. Lucky. Giờ chơi đánh răng cho cô chú coi nha. Giờ giỏi lắm á cô chú. À, đánh lên, đánh xuống. Đúng rồi, hả miệng ra. Đúng rồi, đánh ở trong nữa. Mẹ dạy làm sao? À, hả mẹ ra, đúng rồi. Đây mày làm cho, đây mày đánh cho con. Đây đây. Thôi con tự đánh đi. Tự đánh hả à, hả đánh cho. Ha. Đúng rồi, mình phải bảo vệ răng miệng mình nha con.
Sao? Thả miệng ra, đánh ra trong. Đánh ra trong. Không, con đánh cho con á, cha đánh mẹ làm chi. Thôi, đánh cho con đi, đánh cho mẹ chị, mày mới đánh xong với Út rồi. Trời quá. Ăn pin à. Sao? Sao? Là sao? Có nghĩa là sao? Nay làm bà làm đủ rồi.